Thylacos millus từng được gọi là phiên bản thú có túi của mèo răng kiếm Smilodon. Trên thực tế, sinh vật này còn có nhiều điều hơn thế nữa, chứng minh tầm quan trọng của nó trong lịch sử tiến hóa của thế giới chúng ta. Dạng động vật có vú này sinh sống ở Argentina thời tiền sử khoảng 9-3 triệu năm trước. Nếu bạn đã từng xem qua một vài bài viết hay video về loài này, chắc cũng sẽ có suy nghĩ rằng với bộ răng thế này thì ăn uống kiểu gì, đồ săn mồi ra sao. Thì trong video ngày hôm nay, Project Share chúng mình sẽ gửi đến các bạn những nghiên cứu mới nhất về nó để phần nào đó giải đáp những thắc mắc trên. Mình cũng xin lưu ý là trong video sẽ có một số phần mình nói kỹ nên sẽ hơi dài, nên các bạn hãy chú ý lắng nghe để không bị nhầm thông tin nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ngay, rồi chúng ta cùng đến với phần phân tích chi tiết hơn về loài sinh vật mang vẻ ngoài đặc biệt này nhé. Thylacos millus Ajax, còn được gọi là răng kiếm có túi, thường được coi là một trường hợp điển hình của quá trình tiến hóa hội tụ. Trong đó, các loài động vật có hình dạng tương tự nhau, dù có các mối quan hệ tiến hóa rất khác nhau. Mặc dù trông giống với mèo răng kiếm Smilodon, nhưng nó không phải là họ mèo, mà là một chi trong bộ động vật có vú ăn thịt Sparassodon. Thylacos millus sống ở Nam Mỹ từ thế Miocene muộn đến thế Pliocene. Khí hậu trên hành tinh ở thời điểm này đang ngày càng giống với khí hậu mà chúng ta đang trải qua ngày nay. Đến thế Pliocene giữa thì Thylacos millus tuyệt chủng. Nhiều nhà khoa học tin rằng Thylacos millus tránh săn mồi ở những khu vực hoàn toàn trống trải, nơi nó sẽ phải cạnh tranh thức ăn và có thể là trở thành con mồi của những kẻ săn mồi thời tiền sử khác. Sinh vật cổ đại này có những chiếc răng nanh khổng lồ ngày càng phát triển, khiến các nhà cổ sinh vật học suy đoán rằng nó là loài săn mồi thậm chí còn hung ác hơn cả loài mèo răng kiếm Smilodon fatalis ở Bắc Mỹ. Thylacos millus Ajax có cân nặng rơi vào khoảng từ 80-100 kg, chiều dài ước tính là 1,2-1,3 m, trong khi chiều cao là 0,5 m. Nhưng hiện tại đây vẫn chỉ là những suy đoán nên các nhà khoa học không thể xác nhận những con số này là chính xác. Thylacos millus có các chi cực kỳ khỏe mạnh, cơ ngực và cơ delta phát triển tốt, được sử dụng để bắt và giữ con mồi. Đặc điểm sinh lý của các chi sau cho thấy Thylacos millus không thích nghi với việc chạy nhanh. Những chiếc răng nanh lớn giống như thanh kiếm đại diện cho một đặc điểm khác biệt của chi. Một nghiên cứu cho thấy, bất chấp kích thước và sự độc đáo của chúng, không phải tất cả các nhà khoa học đều đồng ý rằng răng nanh này được sử dụng để săn mồi. Như đã nói ở trên thì Thylacos millus là một loài thuộc bộ Sparassodon. Loài nổi tiếng sớm nhất là Conlisto vincei, có niên đại từ giữa thế Eocene. Mặc dù các thành viên ở thế Paleocene sớm nhất đã được biết đến, nhưng chúng chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng do tính chất rời rạc của hóa thạch. Sparassodon ban đầu được cho là có liên quan chặt chẽ với Rhiodon, động vật có vú ăn thịt có nhau thai. Một số nguồn không rõ cho biết rằng, các nhà khoa học đã thành lập một nhóm chuyển tiếp liên kết các loại nhau thai ăn thịt và các loại Metatherian. Lý thuyết này sau đó đã bị các nhà khoa học khác bác bỏ. Họ cho rằng những loài động vật có vú này là họ hàng gần của loài Dariurus là thú có túi, và Thylacines là động vật có túi ăn thịt với các loài nổi tiếng mà chắc chắn các bạn đã nghe tên, đó là hổ Tasmania. Các lý thuyết khác ngụ ý rằng thú có túi Delta Theroidens có nghĩa là các loài Metatherian cơ bản, và Bausituber Culatan có nghĩa là thú có túi Nam Mỹ, là loài họ hàng gần của Sparassodons. Ngày đây nhóm Sparassodonta thường được đặt ngay bên cạnh của Marsupialia thuộc phân giống Marsupialia formes. Thylacos millus được phân loại trong họ Thylacos millidae theo bộ Sparassodonta cùng với Anaclistis, Elmachaera và Batagos millus. Khi các hóa thạch của nó lần đầu tiên được phát hiện, các nhà khoa học coi chúng là vật liệu thú có túi liên quan chặt chẽ với Boreanis, hiện cũng là một phần của bộ Sparassodonta. Vài năm sau phát hiện này, Elmeris đã đặt tên cho chi là Thylacos millus và chỉ định hai loài là Thylacos millus Ajax và Thylacos millus Lentils. Nhưng ngày nay chỉ có Thylacos millus Ajax được công nhận. Dựa trên giả định rằng Thylacos millidae là loài Boreanis chuyên biệt, phân họ Thylacos millinae được đặt trong họ Boreanidae. Những khám phá gần đây đã xác nhận rằng nhóm này xứng đáng được xếp ngang hàng với họ Boreanidae.
Câu hỏi liệu nó có thực sự là một loài săn mồi hung dữ như loài mèo răng kiếm đã tuyệt chủng, và nó có vẻ ngoài giống mèo hiện đại, nhưng liệu đó có cách giết con mồi khác không, là những câu hỏi đã được đặt ra khi nó được phát hiện và đặt tên. Giáo sư Christine Janis của Đại học Bristol, tác giả đầu tiên của nghiên cứu cho biết, Thylacos milus chắc chắn có những chiếc răng nanh ấn tượng, nhưng nếu bạn nhìn vào bức tranh toàn cảnh về giải phẫu của nó, thì có rất nhiều thứ không hợp lý. Nó chỉ thiếu răng cửa mà loài mèo lớn ngày nay dùng để lấy thịt ra khỏi xương, và hàm dưới không có răng dính vào nhau. Có thể bạn chưa biết, răng nanh của Thylacos milus khác với răng của các loài động vật có vú răng kiếm khác, có hình tam giác giống như một móng vuốt chứ không phải như một lưỡi dao. Trong nghiên cứu so sánh các khía cạnh của hộp sọ và răng của Thylacos milus với cả những loài mèo lớn ngày nay và sự đa dạng của loài mèo răng kiếm đã tuyệt chủng, bề ngoài hộp sọ trông khác biệt ở nhiều chi tiết với bất kỳ loài động vật có vú ăn thịt nào đã biết, dù trong quá khứ hay hiện tại, và Thylacos milus có vết cắn yếu hơn Smilodon. Thylacos milus không sử dụng răng nanh của mình để săn mồi, mà thay vào đó có lẽ là để mổ thịt trong các xác thối. Cuối cùng, những chiếc răng khác của nó cũng đặt ra vấn đề cho việc giải thích loài động vật này là loài săn mồi giống mèo, dù có răng kiếm hay không. Bên cạnh việc thiếu răng cửa một cách khó hiểu, các răng hàm còn nhỏ và không bị mòn dọc theo hai bên như dạng động vật ăn thịt. Các răng hàm có xu hướng bị mòn từ trên xuống, nhưng nếu kiểm tra chi tiết vết mòn vi mô trên bề mặt răng, thì rõ ràng nó đang ăn thức ăn mềm. Tiến sĩ Larissa DeSantis, nhà nghiên cứu tại Đại học Vanderbilt, cho biết cách ăn của nó gần giống với báo săn ăn xác tươi và cho thấy chế độ ăn thậm chí còn nhẹ nhàng hơn so với thức ăn của sư tử nuôi nhốt tiêu thụ trong ngày. Ngoài sự khác biệt về hộp sọ và răng, nó còn có chân ngắn, lưng cứng và không có móng vuốt co rút, nên sẽ gặp khó trong việc truy đuổi, vồ và giữ chặt con mồi. Nên việc nó nhặt xác là hoàn toàn có căn cứ. Một trong những sinh vật thời tiền sử mà Thylacos milus có thể đã chia sẻ môi trường sống với đó là Macrauchenia, là một loài động vật móng vuốt có hình dáng kỳ lạ, được xây dựng giống như lạc đà không bú Alcedia nhưng lớn hơn đáng kể. Loài này mình đã có đề cập trong video này. Các bạn có thể tìm xem lại trên kênh nhé. Macrauchenia là động vật ăn cỏ và có thể đã trở thành con mồi của loài Thylacos milus hung dữ. Nếu chúng ta vẫn giữ lại nghiên cứu trước đây về loài động vật có vú Sparasodon này là một loài săn mồi tích cực, thì đó là một loài săn khá hiệu quả chứ. Vì nó săn được một loài Macrauchenia lớn hơn gấp 3 lần và nặng gấp 10 lần so với nó thì cũng khác đấy. Một sinh vật đáng chú ý khác sống cùng môi trường sống với Thylacos milus nữa, đó là Acanthavis, một loài chim săn mồi được biết đến với biệt danh thần ưng tráng lệ của dãy Andes. Đây là loài chim bay lớn nhất từng được biết đến với sải cánh dài khoảng hơn 6 mét. Nó có thể là kẻ đã săn Thylacos milus. Chim khủng bố cũng khá phổ biến ở môi trường sống Nam Mỹ. Nó là thành viên của họ Forest Brachidae, bao gồm những loài chim lớn ăn thịt và không biết bay. Nó nguy hiểm đến mức trở thành đối thủ cạnh tranh chính của Acanthavis hung dữ nói trên. Mặc dù có một số hóa thạch của Thylacos milus được cho là thuộc về một con trưởng thành, nhưng không có tài liệu nghiên cứu nào tập trung đặc biệt vào quá trình phát sinh bản thể, hành vi sinh sản hoặc vòng đời của nó. Về vấn đề này, chúng ta phải quay lại những gì đã biết về sinh sản của loài thú có túi, hy vọng phát thảo được những hành vi có thể có của họ hàng thời tiền sử của nó. Cơ quan sinh sản của thú có túi khác với cơ quan sinh sản của các loài động vật có vú khác. Chính xác hơn, con cái có hai âm đạo bên, mỗi âm đạo dẫn đến tử cung riêng biệt. Nó còn có một ống thứ ba gọi là âm đạo giữa, dùng để sinh con. Ngược lại, con đực có quả dưa chuột chia đôi với hai đầu, một đầu cho mỗi âm đạo của con cái. Khi không chào cờ, quả dưa chuột này sẽ thụt vào cơ thể. Có một số nghiên cứu cho rằng Thylacos milus có thời gian mang thai khá ngắn, tương tự với chuột túi đỏ sinh con sau 33 ngày mang thai. Khi mới sinh ra, các con non bò vào túi của mẹ. Rõ ràng, mặc dù các chi tiết trên có thể có ít giá trị một phần đối với Thylacos milus, tên của chi này có nghĩa là giao bộ túi, và nhiều nguồn đề cập rằng loài động vật có vú này mang con trong túi. Nhưng phần lớn khó có thể xảy ra vì không có bằng chứng hóa thạch nào cho thấy nó có túi. Hoặc, ngay cả khi nó có túi, chúng ta vẫn không biết liệu nó có được sử dụng theo cách tương tự hay không. Các nghiên cứu xác nhận rằng Thylacos milus có xương biểu mô bị suy giảm đáng kể, nghĩa là xương hỗ trợ túi. Như vậy, nó có thể chưa sở hữu một chiếc túi hoàn toàn, hoặc có thể có thì nó có thể đã kém phát triển. Đến đây thì chúng ta lại so sánh các đặc điểm của Thylacos milus với các loài thú có túi hiện đại khác. Dựa trên điều đã nói bên trên thì chúng ta có thể cho rằng những con Thylacos milus non này không kém phát triển như những con non của các loài thú có túi khác.
Nhưng khi ở thời điểm hiện tại vẫn không có bằng chứng cổ sinh vật học nào xác nhận rằng một trong hai lý thuyết này có giá trị chính xác đối với Thylacosmilus. Những con non của thú có túi có khoảng 190 ngày để lớn lên và phát triển đủ để thò đầu ra khỏi túi. Vài ngày sau, chúng ra ngoài và dấn thân vào thế giới bên ngoài. Khi chúng được 235 ngày tuổi, chúng đã sẵn sàng rời khỏi túi hoàn toàn. Trong tự nhiên, thú có túi được biết đến là có thể sống tới 6 năm, trong khi một số cá thể bị nuôi nhốt có tuổi thọ phi thường là 20 năm. Nhưng, vâng, lại nhưng, mình lại phải nhấn mạnh một lần nữa rằng không có chi tiết nào trong số này được xác nhận là có giá trị đối với Thylacosmilus. Mọi thứ còn phức tạp hơn kể từ khi loài Sparasodon, bao gồm cả Thylacosmilus, không còn được gọi là thú có túi thực sự nữa, mà là ví dụ điển hình về quá trình tiến hóa hội tụ như những gì ở đầu video mình đã đề cập, làm tăng thêm những điều không chắc chắn về hành vi sinh sản và vòng đời của Thylacosmilus. Vì đây là một ví dụ tuyệt vời về quá trình tiến hóa hội tụ, không có gì ngạc nhiên khi Thylacosmilus khơi dậy sự tò mò của các nhà khoa học, những người tập trung nghiên cứu các đặc điểm thể chất và săn mồi của loại động vật có vú này. Cách nó sử dụng răng nanh và săn con mồi được đặc biệt quan tâm, và nhiều nhà nghiên cứu thừa nhận rằng thật không may, một số chi tiết có thể không bao giờ được xác nhận đầy đủ. Các phương tiện truyền thông đại chúng không quan tâm đến Thylacosmilus như các nhà khoa học. Các bạn có thể chứng minh điều mình vừa nói là sai bằng cách chia sẻ video này đến nhiều người xem hơn. Nó chỉ xuất hiện trong phim tài liệu Life After Dinosaurs. Ngoài ra, nó còn là một nhân vật trong tựa game Jurassic Park Builder và Jurassic World The Game. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng các sản phẩm truyền thông trong tương lai sẽ có hình ảnh sinh vật hấp dẫn nhưng bí ẩn này. Vừa rồi là những phân tích về Thylacosmilus, một loài sinh vật có vẻ bề ngoài và bộ răng không giống ai. Tuy có hơi dài dòng và khó hiểu, nên các bạn có thể để lại bình luận để chúng ta cùng trao đổi kỹ hơn nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Jaxa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.